Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Bản Thể Thao. Trước khi đến với những thông tin quan trọng mà các bạn cùng admin điểm qua về tin chính trong ngày hôm nay. Zara Brownwood rơi yêu sách với Everton vì MU. Joshua Fofana người thay thế hoàn hảo cho Casemiro. Nóng thương vụ UAT giàu phụ thuộc vào Manchester United và còn rất nhiều thông tin khác. Sau đây chúng tôi mời các bạn cùng đón xem. Zara Brownwood rơi yêu sách với Everton vì MU. Everton định giá Brownwood 70 triệu bảng nên đã từ chối MU hai lần với mức phí cuối cùng là 50 triệu bảng Anh. Hậu vệ 22 tuổi vẫn còn thời hạn hợp đồng đến tháng 6 năm 2027 hưởng mức lương 70.000 bảng trên tuần. Phía đội chủ sân Gorison Park sẵn sàng đưa ra giao kèo mới nhằm giữ chân Broadway lâu dài. Tuy nhiên, theo nguồn tin độc quyền từ Mail Sport cho hay, cầu thủ người Anh sẽ chỉ hoãn việc gia hạn trừ khi Everton đáp ứng mức thù lao 160.000 bảng trên tuần, tương đương với lời đề nghị của MU gửi đến. Về phần mình, đội bóng thành Manchester đã tạm dừng các cuộc đàm phán chuyển nhượng sau các cuộc trò chuyện không đi đến thống nhất giữa giám đốc thể thao Dan ruột và người đồng cấp bên phía Everton, Giữa nhấn mạnh 400 triệu bảng cộng thêm 5 triệu phụ phí là không đủ và MU cần phải đưa ra mức giá tiệm cận con số 70 triệu bảng thì họ mới xem xét các đề nghị một cách nghiêm túc. Sau đó, MU chuyển hướng sang ký hợp đồng với trung vệ trẻ tiềm năng Nerizoto với giá 52 triệu bảng. Huấn luyện viên Erik ten Hag vẫn muốn tuyển thêm trung vệ, một hậu vệ cánh, một tiền vệ và một tiền đạo tùy thuộc vào việc bán người trong thời gian tới. Gia ra nổi lên từ một giải trước khi thi đấu nổi bật ở trung tâm hàng thủ Everton bên cạnh người đàn anh James Tarkowski. Anh được gọi vào danh sách sơ bộ chuẩn bị cho Euro năm 2024 nhưng bị gạch tên vào phút chót. Ngoài MU, Man City, Chelsea cũng từng quan tâm đến Zara Brunwet. Joshua Fofana, người thay thế hoàn hảo cho Casemiro. Sau khi hoàn tất các thỏa thuận với Joshua Zizzi và Neri Zoto vào mùa hè này, sự tập trung của Man United giờ đã chuyển sang hàng tiền vệ. Với những dấu hỏi xung quanh tương lai của Casemiro, Cote McTominay và Chitian Eriksen tại Old Trafford, chiều sâu của hàng tiền vệ của Man United có thể bị mỏng đi một cách trầm trọng nếu không có sự tiếp viện nào được đưa về trong mùa hè năm 2024 này. Và dù họ có ở lại, Eriksen H. vẫn cần bổ sung một tiền vệ thực thụ. Cần nhớ rằng Comimeno, Mason Mount và McTominay đều phù hợp với vai trò đá cao hơn hoặc tiền vệ bot to -bot. Trong khi đó, phong độ của Casemiro ngày càng sa sút và ở độ tuổi không còn trẻ trung, quá khó để yêu cầu tiền vệ người Brazil ra sân liên tục. Điều quan trọng nhất là Man Tất cần phải tìm được người thay thế phù hợp cho Casemiro. Các cuộc đàm phán với Paris Saint-Germain về Manuel Ugarte đang diễn ra tốt đẹp, nhưng một lựa chọn thậm chí còn phù hợp hơn cả Ugarte là Joshua Fofana hiện đã xuất hiện. Fofana đã nổi lên như một sự thay thế cho Ugarte khi PSG yêu cầu một khoản phí khổng lồ cho cầu thủ người Uruguay. Tờ Sky Sport tuyên bố quỷ đỏ quan tâm đến Fofana khi AS Monaco mong muốn kiếm tiền từ cầu thủ 25 tuổi này trước khi họ có nguy cơ mất trắng anh theo dạng chuyển nhượng tự do. Fofana đã gắn bó với câu lạc bộ giải bóng đá Pháp từ năm 2020 và hợp đồng của anh tại đội bóng công quốc sẽ hết hạn vào mùa hè năm sau. Điều này sẽ mang lại cho Man United nhiều lợi thế khi thương lượng cho các cuộc đàm phán. Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano đã gợi ý vào tháng 5 rằng Fofana có thể chỉ được bán với giá 17 triệu bảng vào mùa hè này, khiến anh trở thành một sự thay thế rẻ hơn rất nhiều. Những thống kê của Fofana sẽ khiến người hâm mộ quỷ đỏ cũng như các chuyên gia bị thuyết phục. Theo World Score, Fofana đã giành được quyền quyền sát ở một phần ba khu vực giữa sân vào 297 lần kể từ đầu mùa giải giải bóng đá Pháp năm 2022-2023, nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào khác. Bên cạnh đó, khả năng của anh ấy khi có bóng cũng rất ấn tượng. Theo FB Fred, tuyển thủ Pháp đứng trong top 5% tiền vệ có tiền đại chuyển bóng về phía trước cao nhất với 8,3 đường truyền tịnh tiến trong mỗi 90 phút. Không chỉ có những con số ấn tượng, Fofana còn nhận được những lời khen ngợi từ đồng đội cũ như Seth fan Bregat, một tiền vệ hàng đầu trong những ngày còn chơi ở giải bóng đá ngoài hạng Anh. Kỵ thủ quân của Arsenal khẳng định Fofana sẽ phù hợp với phong cách ở ngoài hạng Anh với những tố chất của mình. Van Bregat nói: "Joseph Fofana là một cầu thủ rất năng động và mạnh mẽ cầm bóng giỏi, một mẫu cầu thủ hiện đại, năng nổ. Tôi thực sự thích Fofana và tôi nghĩ cậu ấy sẽ rất phù hợp với phong cách ở ngoại Anh. Nóng, thương vụ UAT giả phụ thuộc vào Manchester United. Bình luận về thương vụ này trên kênh Breakback, chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano cho biết, đối với Manuel UAT, họ vẫn đang đàm phán với Paris Saint-Germain trong khi họ đã đạt được thỏa thuận cá nhân với cầu thủ này. Tôi nghe nói những liên hệ đang diễn ra giữa Man United và Paris Saint-Germain kể từ tháng 6, nó không phải là câu chuyện đề nghị chính thức được đồng ý hay từ chối, chỉ là đối thoại giữa hai câu lạc bộ. Ugarte vẫn có tên trong danh sách của Man United và anh ấy đã đồng ý vào tuần trước. Vì vậy, bây giờ điều đó phụ thuộc vào Manchester United. Nhưng như tôi đã nói trước, luôn phải mất vài ngày để quyết định sau khi họ đã chi số tiền lớn cho Jojo. Theo Sky Sports, Paris Saint-Germain không chấp nhận để tiền vệ người Uruguay ra đi với mức giá dưới 70 triệu euro. Điều này sẽ làm khó cho Manchester United. Họ vừa chi một số tiền lớn cho Jojo và cần bán người trước khi tiếp tục đến việc ký kế kết hợp đồng với các tân binh. Năm vấn đề cấp bách mà Ten Hag cần làm trước mùa giải 2024-2025. Mẫu U chuẩn bị bước vào tour du đấu hè năm 2024 tại Mỹ. Đây là thời điểm quan trọng để huấn luyện viên Erik Ten Hag giải quyết các vấn đề của Quỷ Đỏ nhằm chuẩn bị cho mùa giải mới. Đầu tiên, tái khẳng định về quyền lực. Trọng tâm chính của Ten Hag khi nhận việc tại MU vào năm 2022 là thể hiện quyền lực và đội hình và áp dụng kỷ luật mà ông tin rằng đã bị tuột dốc theo thời gian. Chiến lược gia người An đã giành chiến thắng các cuộc đối đầu với Ronaldo và Marcus Rashford nhưng trong 6 tháng qua ông đã chứng kiến kỷ luật thép của mình dần bị nới nóng. các cầu thủ đều biết Ten Hag gần như sẽ bị sa thải sau trận chung kết FA Cup sau đó chỉ vài tuần sau khi xác nhận Ten Hag tiếp tục dẫn dắt MU gia đình Sancho được phép quay trở lại cầu thủ người Anh bị đại ải sau khi xảy ra mâu thuẫn công khai với Ten Hag hồi tháng 9 năm ngoái dù vậy Sancho đã được tái hòa nhập bất chấp không có lời nào từ cả bên cho biết anh đã xin lỗi từ đây có thể thấy Ten Hag đang trở nên dễ dãi và ông rõ ràng cần tái khẳng định quyền lực hai quyết định cầu thủ nào sẽ rời câu lạc bộ Tiền đạo John Sojiji và hậu vệ Neri Zuzo đã đến để thay thế cho Anthony Martial và Rafael Varane. Tuy nhiên, để có ngân sách mua thêm người, MU cần phải bán bớt cầu thủ. Lý tưởng nhất là Ten Hag muốn có thêm một trung vệ, một tiền vệ trung tâm và một hậu vệ phải. Nhưng trước tiên, ông sẽ phải tạm chỗ đứng trong đội hình của Man United. Victor Lindelof, Aaron Wan-Bissaka, Harry Maguire, Anthony, Jadon Sancho, Cole McTominay, Christian Eriksen, Hannibal Mejbri và Casemiro đều đã trở lại tập luyện cùng đội bột dù không phải tất cả, song sẽ phải có ít nhất một vài người cần khăn gói rời khỏi Old Trafford. Ten Hag sẽ phải đưa ra quyết định cuối cùng về việc cầu thủ nào phải ra đi, sau đó để ban lãnh đạo của đội bóng thực hiện các phi vụ. Mẫu chưa từng bán cầu thủ hiệu quả trong quá khứ, bất chấp các bản hợp đồng của họ ở mùa hè này, cho thấy sự thay đổi đáng mừng về chính sách và quy mô. Điều đó sẽ phải thay đổi ở mùa hè năm 2024 nếu họ muốn hoàn tất một công cuộc cải tổ lớn về đội hình. 3. là mới Radford Mẫu từng đứng thứ 3 tại Hoàng Anh ở mùa giải 2022-2023 một phần nhờ Marcus ghi được 17 bàn tại giải đấu và rộng hơn là 30 pha lập công trên mọi đấu trường. Mùa trước, Radford chỉ đóng góp 8 bàn thắng trong 4 ban lần ra sân, đóng bút luôn thì vẫn còn trẻ trong khi Joshua mới là nánh mới. Và điều này đồng nghĩa với việc Radford sẽ lại phải gánh vác trách nhiệm ghi bàn. Mùa trước, Radford chỉ đặt cái bóng của chính mình nhưng đã cho thấy sự sẵn sàng để trở lại với phong độ tốt nhất bằng cách trở lại sớm cho các buổi tập ở trước mùa giải. Việc bỏ nói trận giao hữu với Đăng Gơ vì chấn thương là một ngon hại lớn vì trước hết Tăng hát cần Rashford giữ được thể lực. Mộ U là đội ghi bàn ít nhất trong top 10 ngoại Anh mùa trước với 7 bàn, ít hơn Man City tới 39 bàn và điều này cần được khắc phục nhanh chóng. 4. Mua một cầu thủ chạy cánh phải. Ten Hag có một số cầu thủ có thể chạy cánh phải nhưng không phải ai cũng thích làm điều đó. Rashford, Sancho và Alejandro Garnacho đều mong muốn chơi ở cánh trái. Trong khi Antony người thích chơi ở cánh phải để có thể cắt vào trung lộ dứt điểm bằng chân trái, đã đá như bình vôi kể từ khi gia nhập vào U với giá 80 triệu bảng cách đây 2 năm. Facundo Berardi là cầu thủ trẻ cánh phải bẩm sinh nhưng năng lực của anh ấy chưa bao giờ đem đến sự yên tâm. Nhiều người hâm mộ muốn Amad ra sân nhiều hơn ở đội 1, đặc biệt sau khi chứng kiến tuyển thủ bờ biển Nga ghi bàn đẹp mắt trong chiến thắng giao hữu 2-0 trước Rangers cách đây không lâu. Nhiều người hâm mộ muốn thấy Amad được ra sân nhiều hơn ở đội 1, đặc biệt sau khi chứng kiến tuyển thủ bờ biển Nga đã ghi bàn đẹp mắt trong chiến thắng trước giao hữu 2-0 trước Rangers cách đây không lâu. Cứ cho Amad có thể tỏa sáng nhưng một mình anh có đủ? Vị trí cầu thủ chạy cánh phải luôn là một câu chuyện dài của MU kể từ trước khi Ten Hag xuất hiện và đây là vấn đề quan trọng mà ông phải giải quyết. Và cuối cùng, chính mắt sẽ nằm tương tự. Ten Hag luôn nói với truyền thông rằng vấn đề lớn nhất của MU là số nợ cầu thủ chủ chốt dính chấn thương và ông nói đúng. Lúc so và Nicolò Martinez hầu như không được ra sân, trong khi Mason Mount, Hoynun và Rashford đều phải ngồi ngoài trong thời gian dài. Ten Hag khẳng định đó là vật rủi và dù có một phần sự thật trong đó, báo giới Anh cũng cho biết một số cầu thủ tin rằng vấn đề bắt nguồn từ giai đoạn tiền mùa giải vì họ cảm thấy rằng phải làm việc quá sức. Điều quan trọng với các cầu thủ MU là phải xây dựng được thể lực trong giai đoạn tiền mùa giải, nhưng điều quan trọng là họ không cảm thấy kiệt sức trước khi mùa giải mới bắt đầu. Với Zizi, cuối cùng MU cũng biết mình sai ở đâu. Trong một vài mùa giải trở lại đây, chiến lược của Manchester United ở vị trí tiền đạo cắm gần như chỉ xoay quanh các giải pháp ngắn hạn, chủ yếu ở những bản hợp đồng giàu kinh nghiệm đã qua thời kỳ đỉnh cao từ lâu và không đòi hỏi quá nhiều về mức phí chuyển nhượng. Dù phải thừa nhận những ngôi sao như Ibrahimovic, Edison Cavani hay Ronaldo cũng mang tới những đóng góp nhất định, tuy nhiên họ đến vào thời điểm không phù hợp chứ chưa cần nhắc đến dạng hàng thải kiểu pha cao hay Orion, Iano hay Good Wet Hot. Mùa giải năm ngoái khi đội chủ sân Old đồng ý chi một số tiền lớn để mang về Ramon Hoynun, đó dường như là một cách tiếp cận mới mẻ hơn của quỷ đỏ trên thị trường chuyển nhượng, chấp nhận mức độ rủi ro nhất định nhằm đổi lấy kỳ vọng vào tương lai. Dù vẫn chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu của người hâm mộ, tuy nhiên màn trình diễn tương đối tốt từ tuyển thủ người Đan Mạch ở mùa giải vừa qua thực sự đã mang tới niềm tin. Đó là lý do vì sao giới chủ câu lạc bộ tiếp tục mang về những tiền đạo trẻ trung, giàu tiềm năng nhưng lại giàu kinh nghiệm hơn đôi chút. Josuji có thể không phải cái tên quen thuộc với nhiều cổ động viên của Manchester United, nhưng cầu thủ này mới chỉ bước sang tuổi 23 vừa trải qua một khoảng thời gian tuyệt vời cùng Borona. Sau 34 lần ra sân tại Serie A, anh đóng góp 11 bàn thắng và 4 đường kiến tạo. Rốt cuộc, Quỷ Đỏ cũng mang về một tiền đạo sở hữu phong cách chơi đặc biệt với nhiều nét tương đồng với Eric Cantona, Dimitar Berbatov và Ibrahimovic trước đây. Cá tính mạnh mẽ của tuyển thủ người Hà Lan có thể giúp anh sớm vươn tầm thành ngôi sao tại sân vận động Old Trafford khả năng chơi bóng trực diện kèm tốc độ tương đối tốt cùng thể hình phù hợp với lối chơi giàu thể lực của ngoại ngang Anh cũng là những yếu tố giúp Joshua thậm chí còn được đánh giá cao hơn nhiều so với Ramon qua đó sẵn sàng cạnh tranh xuất đá chính không chỉ đảm nhận vai trò ghi bàn tại Bologna tiền đạo 23 tuổi còn thường xuyên nổi về sâu và gần vạch giữa sân để tham gia vào quá trình phát triển bóng phối hợp cùng các đồng đội đây là điều mà quỷ đỏ còn thiếu khi chân sút người đất mạch tỏ ra non nớt mỗi khi gặp sự chức quản quyết liệt từ hậu vệ đối phương tất nhiên chẳng ai dám chắc một tuyển thủ Hà Lan sẽ thành công tại Manchester United nhưng không thể phủ nhận tiềm năng của nếu đi đúng con đường, anh hoàn toàn có thể đẩy Damut Hoynun lên băng ghế dự bị và trở thành ngôi sao mới ở Old Trafford. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Nếu quý vị và các bạn yêu thích, hãy ủng hộ mình một like, nhấn và đăng ký kênh. Và đừng quên ấn vào chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mà chúng tôi lên sóng. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!